Ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối phần đuôi này vào với phần thân nhé. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len. Như ở cuối cái clip trước thì mình có nói là cái phần đuôi này chúng ta sẽ dúng vào đúng không? Đây là chúng ta sẽ trước tiên thì khâu dúng cái phần đuôi này lại đấy. Sau khi khâu rúng cái phần đầu bằng của đuôi này lại thì chúng ta sẽ được cái đuôi có hình dạng đại khái như thế này. Đây chính là cái phần đuôi của chiếc váy đuôi cá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng kim khâu nối cái phần đuôi này vào với phần thân của cá, mà phần thân của chiếc váy mà chúng ta đã móc từ trước.